Đọc cái comment của bạn này mà buồn cười quá. Bạn ấy trình bày tức là bạn ấy đã nhuộm đen rồi, thì bây giờ bạn ấy sau này bạn ấy muốn thay đổi cái màu khác thì có được hay không, hay là phải cạo trọc, rồi là cái vấn đề về tẩy tóc ấy thì nó có ra màu đen hay không. Nói chung là lằng nhằng. Rồi cuối cùng là cái bình luận này, em cảm ơn anh ạ, tóc em thuộc dạng cụ tổ của dày bị cứng luôn ạ. Rồi, tóc cụ tổ, bây giờ phải xử lý cái tóc cụ tổ này như thế nào đối với những cái tóc nhuộm đen. Thì nó rất là đơn giản thôi. Nếu như mà em đã xác định nhuộm đen ấy, thì nó sẽ có hai cái khả năng. Nếu như mà tóc của bọn em mà bọn em nhuộm trước đây, bọn em nhuộm những cái màu sáng ấy, bây giờ bọn em muốn nó trở về nó tối một chút ấy, thì bọn em đừng có dại đi nhuộm cái màu đen. Bọn em chỉ cần nhuộm cái màu nâu đen thôi là ok rồi, nâu đen nhá. Đấy, thì cái màu nâu đen ấy, ra nắng thì nó hơi lên một chút thôi, còn ở trong nhà buổi tối ấy, hay là thiếu ánh sáng ấy, thì nhìn nó gần như màu đen ấy. Đấy, thì bọn em nhuộm màu đấy thôi, sau này nó phai ra bọn em thích nhuộm cái màu khác thì nó an toàn, nhuộm được luôn, không cần phải xử lý gì cả. Còn đối với những bạn mà tóc đã bạc quá, bạc nhiều rồi ấy, thì mới phải nhuộm đen thôi. Đấy, thì khi đã nhuộm đen rồi thì cứ xác định nhuộm mãi. Còn nếu mà muốn nhuộm sang những cái màu thời trang ấy thì có hai cách. Một là nâng cái tông lên, khử cái màu đen. Hai là phải tẩy tóc. Nhưng mà những cái bước đấy đều rất là mất thời gian và nó sẽ làm hư cái tóc của mình. Chính vì thế mà cái cách tốt nhất ấy là khi bọn em muốn nhuộm cái màu đen ấy, bọn em phải suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì khi mà bọn em đã nhuộm màu đen vào rồi ấy, thì bọn em muốn nhuộm sang màu khác thì bọn em phải chấp nhận tẩy tóc hoặc là khử màu đen gì đấy. Nói chung là nhiều cái bước lắm. Bước này nếu anh nói qua video này thì nó dài lắm. Cho nên là ấy, những cái bước đấy đều phải xác định rằng nó sẽ bị hư cái tóc của mình đi rất là nhiều. Đấy, chính vì thế mà khi mà bọn em nhuộm đen ấy, bọn em phải xác định một là phải theo nó liên tục. Hai là đợi cắt đi thì nó sẽ hết. Tức là nuôi cái tóc mới ra cứ cắt dần cái tóc đen đấy đi. Đấy. Còn họa ra có những cái màu tóc màu đen nó không bám mấy thì qua vài tháng cũng có thể nó bay đi nhá. Nhưng mà đa phần là nó sẽ bám rất là sâu. Đấy, chính vì thế mà khi mình nhuộm những màu khác xử lý nó rất là mất thời gian. Và đôi khi cái màu nó không được đẹp, nó còn loang lổ nữa. Chính vì thế mà khi nhuộm màu đen thì bọn em cân nhắc cho kỹ. Trừ khi tóc bạc thì bạc nhiều quá thì mới phải nhuộm thôi. Đấy, hoặc là dùng dầu gội đầu màu đen ấy thì nó nhanh. Hoặc là trong trường hợp mà mình đang màu sáng mà muốn chuyển đến màu tối thì đừng có dại gì mà nhuộm màu đen nhé. Nhuộm màu nâu đen thôi là ok rồi. Cảm ơn em. Còn tẩy với lại lưng này thì chắc chắn là sẽ hư tóc nhé.